Sáng ngày 13 tháng 5 năm 2021, Ủy ban bầu cử huyện Vĩnh Tường tổ chức hội nghị trực tuyến hướng dẫn nghiệp vụ công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Tham dự hội nghị tại điểm cầu trung tâm hội nghị tỉnh có đồng chí Lê Nguyễn Thành Trung, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện, Chủ tịch Ủy ban bầu cử huyện, các thành viên Ủy ban bầu cử huyện, trưởng ban chỉ đạo và Chủ tịch Ủy ban bầu cử các xã thị trấn, tổ trưởng và thư ký tổ bầu cử các xã thị trấn. Phát biểu tại hội nghị tập huấn, đồng chí Lê Nguyễn Thành Trung, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện, Chủ tịch Ủy ban bầu cử huyện đề nghị đại biểu tham dự nêu cao trách nhiệm và nghiêm túc tiếp thu các nội dung của hội nghị tập huấn, có trách nhiệm quán triệt phổ biến các nội dung tập huấn, nghiệp vụ công tác bầu cử đến các thành viên, các tổ phụ trách bầu cử ở địa phương. Đồng thời sau hội nghị, cần bám sát kế hoạch và lịch trình để tổ chức thực hiện các nhiệm vụ được giao, đảm bảo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 thành công tốt đẹp. Theo đó, hội nghị trực tuyến hướng dẫn nghiệp vụ công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, Ủy ban bầu cử huyện Vĩnh Tường tổ chức 3 điểm cầu. Điểm cầu trung tâm hội nghị huyện, điểm cầu Ủy ban Nhân dân xã Tam Phúc, điểm cầu Ủy ban Nhân dân thị trấn Tứ Trưng. Trong thời gian tập huấn, các đại biểu được tiến sĩ Lê Thị Khoa, giảng viên Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, truyền đạt thông tư của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn nghiệp vụ công tác tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Trong đó tập trung vào các nội dung về công tác chuẩn bị thẻ cử tri, phiếu bầu cử, hòm phiếu bầu cử, v.v. Hướng dẫn y tế thực hiện các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 trong bầu cử của Trung tâm Y tế huyện, chuyên đề nghiệp vụ đảm bảo tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong bầu cử của Công an huyện Vĩnh Tường. Thông qua hội nghị trực tuyến tập huấn nghiệp vụ công tác bầu cử sẽ giúp các đại biểu nắm rõ trình tự, các công việc thực hiện trước, trong và sau bầu cử, nhất là khâu tổng hợp số liệu, báo cáo số liệu, công tác phòng chống dịch bệnh, an ninh trật tự. Qua đó nâng cao trách nhiệm của các thành viên tham gia tổ chức bầu cử, thực hiện đúng nhiệm vụ, quyền hạn với tinh thần, trách nhiệm, công tâm, khách quan, trung thực trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao, góp phần để ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 vào ngày 23 tháng 5 năm 2021 diễn ra an toàn, đúng luật định, trở thành ngày hội của toàn dân.